Định hướng của Bixi Group chúng tôi trong những năm tới là tập trung vào khai thác các mảng dịch vụ của hệ sinh thái Tây Bắc chúng tôi đã xây dựng trong những năm qua. Đó là 12 ngành dịch vụ có liên quan chặt chẽ với nhau. Trong đó, ngành nông nghiệp sẽ là cái ngành mà chúng tôi định hướng tập trung và đẩy mạnh nhiều nhất. Đây cũng sẽ là cái ngành mà gọi là mũi nhọn của tập đoàn. Rau núi gia vị đấy là một cây thuốc dược liệu truyền thống ngày xưa đấy. Thì từ ngày xưa phát triển nó ít, cũng chỉ lác đác vài khóm thôi. Trong mấy năm nay người dân cũng phát triển đấy tương đối rất nhiều, nhưng mà cái cây thì cũng rất là khó chăm sóc. Mỗi một năm mình chỉ được trồng một vụ thôi. Mình cứ thấy là có sâu mình lấy thuốc để diệt đi, tiện lợi nó nhanh. Trước ở trên Đông Hà đấy, dân vẫn thường trồng đậu với lại bắp cải, rau cải các loại rau. Ngày xưa chưa có kỹ thuật lên thì trồng thì nó tỷ lệ không sống tốt. Chị là người ở bên Thống Nhất, lúc đầu thì đi làm thuê ngày công nhật thôi. Hồi xưa làm việc nhà nông ấy không biết là giờ giấc đâu, sáng dậy ăn cơm sáng, có lúc thì ăn cơm sáng, không có lúc thì không ăn, thì đi làm đến 11 giờ 12 giờ mới nghỉ. Hồi xưa thì không có kỹ sư, không có cái gì, thì chị thì khác tự làm khác tự trồng thôi, nhưng mà không biết là phân bón loại nào là loại gì, trồng như nào thì không biết, cứ tự tự trồng như thế, được thì được, không được thì thôi. Công ty lại đưa giống ba loại giống tiến, kỹ sư hướng dẫn trồng các loại rau, các loại cây mang riếc thì rất là tốt. Bây giờ thì vào công ty thì làm đúng giờ, nghỉ đúng giờ rất là hợp lý ạ. Làm bên công ty có giờ giấc rất là tiện lợi, còn tranh thủ làm của nhà một tí. Diệt sâu bây giờ mình thấy có sâu mình bẹ bớt đi, mình bẹ vứt đi đấy, mình cảm thấy cái mầm nào mà nó chuẩn bị mắc bệnh ấy mình cắt bớt đi. Cô được vào công ty làm các công việc nó cũng đều đặn hơn, mình cũng có đi làm nó cũng đúng giờ đúng giấc luôn. Bây giờ công ty đưa rau cầu vồng với lại mang tây lên trồng thấy phù hợp với lại rau các loại rau này ở trên đấy, chưa dân trên đấy chưa ai trồng. Bây giờ có anh Tiến kỹ thuật lên dạy thì trồng nó sống tỷ lệ sống cao hơn ạ. Bây giờ có anh Tiến là kỹ sư thì đã xuống giúp mấy chị em hướng dẫn trồng, hướng dẫn đánh luống, cào luống, chăm sóc rất là tốt ạ. Làm việc trong công ty thì có ngày bận rộn, công ty vẫn tạo điều kiện cho nghỉ và vẫn cho nửa ngày lương ạ. Sau 3 tháng làm việc thì được nhận thêm 129 cân thóc ạ. Nhận được mức lương ổn định thì bây giờ gia đình cũng ổn định, lại làm được 3 tháng thì cũng được 129 cân thóc thì cũng được cho gia đình ăn, cũng rất là xin cảm ơn công ty đã hỗ trợ cho nhà chị được ổn định hơn. Đi làm cũng rất là đều đặn với lại là cái thu nhập mình cũng ổn định. Chị rất cảm ơn công ty đã cho chị một mức lương ổn định. Mùng mai sinh nhật tổ chức sinh nhật thì cũng cho chị em đi tham quan đi chơi thì rất là vui ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là nhân viên phòng cảnh quan Big Agri. Từ lúc tôi vào công ty, tôi đã học được kỹ thuật nhân giống và trồng cây, là chăm sóc cây tu để cho cây xanh tốt và nở hoa quanh năm. Từ khi em vào công ty với Agri, công ty sẽ hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho con em. Còn em được học kỹ thuật trồng rau hữu cơ, không phun thuốc trừ sâu. Em thấy rau nó tốt hơn so với ngày trước. Mình sẽ có như phần thu nhập cao, cách trồng rau sạch. Kỹ sư dạy cách trồng rau sạch, đặc biệt là không có thuốc, không phun thuốc. Khi vào công ty BHV thì em có bảng thu nhập ổn định hơn ngày trước, là được phụ cấp thông cả hàng tháng. Ngoài ra chúng em còn được học
các cái kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, tỉa hoa cho nó làm sao cho nó tươi tốt và ra hoa. Chúng tôi chọn những vùng núi như Hà Giang và Y Tý để phát triển nông nghiệp. Thì gồm hai lý do chính. Lý do thứ nhất là những điều kiện tự nhiên, bao gồm thổ nhưỡng này, khí hậu này là phù hợp với những loại cây trồng đặc thù và mang lại chất lượng cao nhất trong các khu vực chúng tôi đã thử nghiệm. Và lý do thứ hai đó là chúng tôi sẽ góp phần nâng cao kinh tế địa phương. Thứ nhất là tạo ra công ăn việc làm cho bà con tại khu vực, bà con có công ăn việc làm ổn định và nguồn thu nhập đều đặn hàng tháng. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng. Và sau thời gian vừa rồi triển khai tại khu vực Y Tý và Hà Giang, đời sống bà con được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, về nhận thức của bà con về quá trình canh tác hữu cơ đang được dần cải thiện. Trước đây thì bà con sử dụng rất nhiều thuốc hóa học cũng như thuốc trừ cỏ trong quá trình canh tác, dẫn đến là môi trường bị ô nhiễm và tạo nên một nền nông nghiệp chưa được bền vững, dẫn đến đất đai bị xói mòn. Và sau khi chúng tôi đến triển khai thì bà con cũng rất là hào hứng và học hỏi và sử dụng theo những mô hình của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rất vui mừng và rất mong muốn có thể phát triển mô hình này tại các khu vực khác có điều kiện tương tự như Y Tý và Hà Giang, để thúc đẩy về kinh tế địa phương này cũng như về đời sống của bà con nhân dân tại khu vực và các kỹ thuật canh tác của bà con được nâng cao. Thương quê hương cực bắc yên bình, thương mảnh đất nên thơ chất phán, thương quê hương cực bắc yên bình.